Tử vi tuổi Hợi tháng 3 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sau bao khó khăn, bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Hợi sẽ nhận thành quả từ sự cố gắng. Mọi may mắn thuận lợi sẽ bước sang một ngưỡng cửa mới. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Vậy thì trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Hợi cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới? Và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân mình, thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn. Xin mời quý vị hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi để lắng nghe lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cụ, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu, Tuyệt Tuất. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Hợi. Tuy nhiên có một số ngày trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Hợi sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 3, từ ngày 15 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 và Ất Hợi sinh năm 1995. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 3, từ ngày 27 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 và Đinh Hợi sinh năm 1947. Thứ ba là ngày 28 tháng 3, tức ngày 9 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Tân Hợi sinh năm 1974 và Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 3, tới ngày 12 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 3, từ ngày 24 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 3, từ ngày 6 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khế Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý muốn. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành đậu thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bạn cần chuẩn bị trước tinh thần đối diện với khó khăn, chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ khó đạt được tiến bộ lớn và xác suất nâng lương, thăng chức cũng rất thấp. Thời điểm này sẽ có rất nhiều rắc rối trong công việc và tình trạng làm việc kém hiệu quả sẽ khiến bạn thường xuyên bị cấp trên chỉ trích và khiển trách. Thậm chí bạn có thể mất việc. Nếu bạn trong vai trò lãnh đạo, điều quan trọng nhất sẽ nằm ở khía cạnh con người và bạn cần nỗ lực nhất định để hòa hợp mọi người với nhau. Bạn đừng quá hà khắc với cấp dưới mà hãy thuyết phục mọi người bằng niềm tin, sự tử tế với người khác. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi suy xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì gia chủ tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi và sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Cả hai đều là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Vào tháng 3 âm lịch, tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Hợi khá ổn định, việc thu chi khá cân đối nên bạn không cần lo lắng nhiều. Tiền bạc bản mệnh tiếp tục duy trì ở mức ổn định so với tháng trước. Những người trẻ tuổi có ý định đầu tư, khởi nghiệp, nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Bạn có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi tình duyên của tuổi Hợi không có nhiều biến động trong thời điểm tháng 3, đa số đôi bên đều ở nhau. Đa số lứa đôi đều ở bên nhau một cách hòa bình, không có nhiều mâu thuẫn xảy ra, dù có tranh cãi cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp. Một số người tuổi Hợi độc thân sẽ khá thu hút với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ, từ đó bạn có thể gặp đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Hợi dù có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát, cho nên bạn cần chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 3 này, đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy bạn sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, thì quý gia chủ tuổi Hợi nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vật phẩm có công dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Hợi khá tốt trong tháng này, điều đó sẽ giúp bạn có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Vì thời tiết lúc này đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục, thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Tử vi chi tiết từng tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, Kỷ Hợi sinh năm 1959. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận thế của người tuổi Kỷ Hợi cực vượng, quý nhân trợ giúp
cũng giúp bạn có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt. Điều này khiến bạn không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên, tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bản mệnh cần phải tuân thủ, phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra những quyết định. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi trong tháng khá là ổn định. Chú ý giữ gìn tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Trong thời gian này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích hoạt tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm sẽ mang lại may mắn và bình an. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Trong tháng 3, người tuổi Tân Hợi gặp phải chuyện cần suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được lý tưởng, phải giải quyết những chuyện phiền phức liên quan tới khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không thuận lợi. Đặc biệt, khi sau lưng bạn luôn có kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi, trong công việc sẽ để xảy ra sai sót, khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi. Vậy nên người tuổi Tân Hợi nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Quý Hợi, sinh năm 1983. Người tuổi Quý Hợi gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm bắt cơ hội để thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Tuy nhiên, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường. Bản mệnh sẽ kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Ngoài ra, trên phương diện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc. Những con người độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, kỹ càng. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ Quý Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư, Ất Hợi, sinh năm 1995. Đối với các gia chủ Ất Hợi trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong tháng này, những người sinh năm 1995 sẽ được dự đoán học hành tấn tới, thành tích học tập, tiến bộ, vượt bậc. Chính vì thế, bản mệnh nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ, có lợi cho sự nghiệp của tương lai. Ngoài ra, thời điểm này, gia chủ tuổi Ất Hợi còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc, dẫn đến thất bại trong nhiều thứ. Ất Hợi cần năng động hơn, mạnh mẽ hơn mới có thể thành công. Để thành công và may mắn hơn trên con đường công danh, sự nghiệp, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công, quý anh chị hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 3 âm lịch của các gia chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.